Xin chào các bạn nhé. Đặc biệt là chào anh Phương. Anh Phương ơi, hôm qua anh nhắn tin cho em là lúc nào làm cái video có mặt cả thầy giáo Mạnh nữa, thì hôm nay thầy giáo Mạnh có đây rồi. Đây, thầy giáo Mạnh đây. Và em đi cùng với một người bạn nữa, Hải Dương. Bọn em làm cái video này để coi như là một cái kỷ niệm. Hôm qua lúc ấy nó mua canh hết ba mất lúc mà anh nhắn cho bọn em ấy là lúc ấy là em lên giường còn anh chuẩn bị lên mâm. Ở bên Việt Nam lúc ấy là 23:30 thì bên Áo là 17:30. Hôm nay bọn em đi quay về những cái cảnh Hà Nội. Đấy, bây giờ là buổi trưa rồi. Ghé vào đây để ăn cơm trưa, ăn cơm rang anh ạ. Hôm nay là gọi cơm rang thập cẩm. Anh Phương ơi, có thời gian anh vào kênh của em góp ý đi em với nhá. Bạn này làm cái kênh là cuộc sống người Việt anh ạ. Đấy. Còn đây là Mạnh Hà Nội này. Đấy, còn em Minh Hải TV thì anh biết rồi. Hôm nay ba anh em là đi một vòng Mong quanh phía Bắc này. Hà Nội đấy. Kênh của em thì cũng và tuổi đời của nó trẻ hơn kênh của hai bác này anh ạ. Kênh của em thì kênh kia nó bị chết rồi nên là em vừa mới lập lại kênh Mạnh Hà Nội này. Bây giờ bắt đầu nó đang ấy rồi, đang lây lan rộng lớn dần rồi. Lây lan rộng lớn. Anh lên mạng anh tìm Mạnh Hà Nội là vẫn thấy. Anh có kênh cuộc sống người Việt tham gia kênh của em. Kênh cuộc sống người Việt là cái avatar em chụp trong studio đấy. Tay rất một cặp đây ạ. Này. Làm dáng duyên hết đấy. Năm cảnh báo là năm 2007 à 2017 đã khó rồi, 2018 cũng khó hơn kìa. Mình làm content mà sợ đi. Đấy, các cái xóm đạo trong Sài Gòn này người ta có xóm. Bây giờ là sắp sửa đến Noel rồi. Thì nữa chiều nay thì đi ra. Chiều nay bọn em sẽ đi vào trong khu vực phố cổ ấy. Hàng Mã. À, cái không khí đón Noel trong đấy bây giờ là nó náo nhiệt lắm. Chỗ Hàng Mã thì ấy. Đặc biệt là cái khu phố cổ mà chỗ Hàng Mã này, rồi Hàng Lược này. Đấy, cái khu đấy là cứ mỗi một lần đến cái dịp lễ Giáng sinh, Trung thu hay là Tết Dương lịch hay Tết âm lịch là chỗ đấy náo nhiệt lắm, bán rất là nhiều các cái đồ trang trí, quần áo rồi để chào mừng các cái lễ đấy. Mình sẽ gửi xe sau đó mình đi bộ. Mình đi bộ ở phố đấy mình mới quay nó mới. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nên là cái dãy phố đấy nó là dãy phố đi bộ. Thì sẽ gửi xe và gửi đến quý vị và các bạn là những cái hình ảnh chân thực nhất, cập nhật nhất của cái không khí sắp sửa Noel và Tết Dương lịch. Là đừng dưng đùi nhé. Cơm tới. Ba rồi, em về rồi. Đây, ăn xong đi xuống đấy là vừa. Ừ. Ăn xong đi xuống đấy là cứ tầm 4 giờ là anh có ở bến xe Gia Lâm. Đúng không? 3 giờ ra về đấy. Hả? 3 giờ ra về rồi. Ừ. Thế là đi quay về. 2 giờ nó chỉ đi khỏi đấy ở ngoài. Đúng không? Dạ. Cho ăn cái thìa anh Dương ơi. Bây thìa rồi, thìa bởi đấy tàu sạch sẽ rồi. Vâng, dạ, cực ngon. Cái gì của anh bảo ấy mà cho nhiều trứng mà sao nhìn vẫn cái của hai ông này ấy nhở? Em hết trứng rồi. Em cắt cả buông của em ra rồi. Anh Mạnh Hà Nội anh ấy đang phải điều chỉnh về kỹ thuật một tí. Có nhiều trứng rồi. Trứng là nhập. Bây giờ đến trưa rồi, bọn em sẽ dùng bữa đây. Hôm nay sẽ ăn cơm rang thập cẩm. Mời mọi người nhé. Cái món cơm rang này, món mà sinh viên là bọn em ăn suốt đấy. Ăn này lại nhớ đến thời sinh viên.
xét đến quả thứ mấy rồi? Quả thứ 2 rồi. Quả xì dầu nào. Em gái ơi, cho anh tí xì dầu đi. À đây, chai xì dầu bên cạnh nha. Ở đây. Chỉnh lại cái này cho nó đỡ bị. Và phải chỉnh dầu nữa. Xì dầu Maggi. Đội quân Vlog Hà Nội. Vui ấm cúng mùa đông. Mấy anh em ở gần khu vực Hà Nội này lập ra một cái team, một cái nhóm là hay đi cùng nhau, sẽ gửi đến những cái hình ảnh về Hà Nội cho mọi người ở khắp mọi miền, đặc biệt là những người Việt xa quê. Chỗ này là gần chỗ học viện kỹ thuật quân sự đúng không? Gần trường đại học điện lực. Đi check xuống dưới này một tí là trường đại học điện lực. Ăn xong mình phải đi xuống chỗ hàng mã luôn. Mình chỉ được. Rồi anh xuống đánh mua đầy đồ nữa. Bày nhiều cái đấy, nhiều những cái đồ, cái thùng người thiếc này, Noel như thiếc nhiều lắm. Đây, nhưng mà dọc thôi ấy. Đây là cơm bụi. Phương là đến giờ nấu cơm rồi thì anh chuẩn bị đi nấu cơm. Mình hỏi anh có nhớ cơm bếp rơm không? Nhớ lắm. Nhưng nhìn lại những cái hình ảnh đấy thì nhớ quê nhà cực kỳ luôn đấy. Bởi vì dù sao là em nào em nấu cơm bếp rơm cho anh Phương xem nhé. Khi mà xa quê thì những cái hình ảnh ở quê nhà khiến người ta nhớ lắm. Lúc trẻ thì muốn đi nhưng mà bây giờ lúc mà gia đình mình cũng đã có tuổi rồi, rất là muốn về quê nhà. Chính vì thế là nhìn những cái hình ảnh ở quê nhà thì phải nói là cực kỳ là nhớ.
nay ở Hà Nội trời nó cũng lạnh, nhưng mà nó mười mấy độ rồi nhưng nó không như hôm trước nữa. Thế nhưng mà so với cả bên các nước châu Âu, châu Mỹ nữa thì không ăn thua gì. Bên đấy họ có tuyết rồi. Mình không chịu được những cái thời tiết nó khắc nghiệt như thế. Bên đấy họ chỉ quen. Thực ra là bên châu Âu thì nó rét hơn là ở Việt Nam, nhưng mà cái rét đấy nó không như rét ở Việt Nam. Rét ở Việt Nam mình nó là rét buốt nhiệt đới, đá buốt cương buốt quỷ. Bên đấy mà có những hôm mà âm bao nhiêu độ, âm mấy chục độ cũng sợ, âm 20 độ. Nhưng mà người ta ở trong nhà, trong người ta bật lò sưởi hoặc đốt lửa đúng không? Nên bao giờ bên thì nó có một cái gọi bếp lửa ấy nhỉ? Đốt lò sưởi đấy. Bên đấy nhà nào ra cũng làm lò sưởi, xứ lạnh mà. Nhưng mà khổ nhất là người ta phải đi dọn tuyết ấy. Cái lúc mà tuyết rơi nhiều người ta phải đi xúc tuyết ra, cào tuyết ra. Còn hơn là đi dọn đất sạt lở ở Việt Nam. Nhờ đúng không? Tuyết đã sạch sẽ nhờ. Giờ nói nó như kiểu quét lá vàng rồi. Nay quét mai lại có. Mà không xúc đi thì cũng chả có lối mà đi. Mùa đông mùa đông đặc thù người ta rồi. Mấy bác xem ở trên kênh bảo là hôm nọ nhìn thấy Minh Hải TV với cả Mạnh Hà Nội ăn ngô trên cầu Long Biên rồi. Hôm đấy đi qua đấy ngồi rét thật ấy, nhưng mà ăn bắp ngô bảo nó ấm hẳn người lên. Không nhận nhở, không bị lạnh. Ăn có một bắp ngô mà thấy người là ấm lên. Minh Hải ai mua này? Cái gì đấy? Auto à? Tún. Mình không chơi được cái loại đấy. Tún dưới góc. Không đủ trình cho loại này. Không chơi. Mình chỉ dân dã thôi. Mua công cụ ấy, nó bị một cái khổ anh này. Làm được ra thì không làm gì, không làm được ra nó sẽ quay ra nó chửi. Xong mà nó không phù hợp với thời thế mà toi. Anh hiểu không? Mà bây giờ có bố tung nó có bố bán biết bố nó hạn sử dụng rồi. Ăn cơm đây rất ngon. Thôi bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video này ở đây để ăn đã nhé. Chào quý vị và các bạn ngồi ăn này nó hơi buồn cười.